Dân mạng Trung Quốc phản đối hợp tác xây dựng đường sắt cao tốc với Việt Nam vì lý do sợ sau khi hoàn thành dự án, Việt Nam sẽ trở thành một sự thách thức trực tiếp đối với Trung Quốc. Các bạn thân mến, lý do này nghe có vẻ hơi hoang mang và có một đôi chút phần bất ngờ. Nhưng thực tế, đã có một số dân cư mạng Trung Quốc bình luận như vậy về việc Việt Nam chúng ta đã thương lượng với Trung Quốc lên kế hoạch cho việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Cụ thể, mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc có một trang chuyên làm về tin tức đã cho đăng tải video có tiêu đề Việt Nam quyết định không chờ đợi nữa và chuẩn bị triển khai đường sắt cao tốc Bắc Nam lần thứ 3, lựa chọn sử dụng đường sắt tiêu chuẩn. Các bạn thân mến, nội dung này mình sẽ dịch lại nguyên văn để chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề này qua góc nhìn của người Trung Quốc nhé. Gần đây, có thông tin mới về đường sắt cao tốc của Việt Nam. Họ đã tổ chức một cuộc họp để đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Trong vòng 1 năm, Việt Nam đã nghiên cứu các phương án đầu tư cho dự án đường sắt và đã hoàn thành các tính toán, đặc biệt là về mặt lợi nhuận đầu tư. Theo như dự kiến, dự án này sẽ được phê duyệt đầu tư vào năm 2025 và hoàn thành xây dựng 1.541 km đường sắt cao tốc Bắc Nam vào năm 2035. Điều đáng chú ý là lần này họ quyết định sử dụng công nghệ đường sắt tiêu chuẩn với tốc độ 350 km/h và hệ thống đường sắt điện khí hóa 2 chiều. Điều này khá bất ngờ vì trong tổng số 3.143 km đường sắt của Việt Nam, có hơn 2.200 km là đường sắt khổ hẹp, được xây dựng từ thời thuộc địa Pháp. Trong dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lần này, tỷ lệ sử dụng đường sắt khổ hẹp cũng khá cao, nên việc họ quyết định sử dụng đường sắt tiêu chuẩn đòi hỏi một quyết tâm lớn. Tuy nhiên, nhìn vào tình trạng hiện tại của hệ thống đường sắt ở Việt Nam, việc sử dụng đường sắt tiêu chuẩn là lựa chọn hợp lý nhất. Đường sắt cũ của Việt Nam đã rất lạc hậu, với tốc độ của tàu chở hàng chỉ đạt từ 30-60 km/h và tàu chở khách chỉ đạt khoảng từ 50-80 km/h. Do là đường sắt khổ hẹp, mỗi chuyến tàu chở hàng chỉ có thể vận chuyển khoảng 10-15 toa, hạn chế lớn trong vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, thái độ tích cực của Việt Nam đối với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lần này là một điểm đáng chú ý. Cần biết rằng, dự án này đã được Việt Nam đề xuất từ năm 2001 và đã có 2 lần khởi động. Nhưng đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một sao ti đường sắt cao tốc nào. Năm 2022, họ lại nghiên cứu dự án này, nhưng lần này không vội vàng khởi động lại mà lại thêm một phương án thứ ba. Sau đó, Việt Nam thường xuyên đến Trung Quốc để tham khảo và thảo luận với các bộ phận xây dựng đường sắt của Trung Quốc. Vậy tại sao lần này Việt Nam lại vội vàng như thế? Theo tôi, họ không thể không vội vàng khi nhìn vào tình hình của Đông Nam Á hiện tại. Có thể thấy rằng, từ khi đường sắt Trung-Lào được khai thông, Lào từ một quốc gia không có biển đã trở thành một quốc gia liên kết đất liền, thúc đẩy phát triển kinh tế và trở thành trung tâm thương mại giữa Đông Nam Á và Trung Quốc. Điều này đã thúc đẩy các quốc gia khác vốn còn đang chờ đợi như Thái Lan, Campuchia bắt đầu tăng tốc xây dựng các dự án đường sắt cao tốc. Thái Lan đang nhanh chóng xây dựng đường sắt cao tốc Trung, Thái và Campuchia. Malaysia cũng đang rất cấp bách, đang tiến hành nâng cấp mạng lưới đường sắt nội địa. Điều này cho thấy mạng lưới đường sắt của Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng. Và nếu Việt Nam không hành động, họ sẽ bị bỏ lại ở phía sau khi các tuyến đường sắt khác được hoàn thành và kết nối. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung mà trang tin tức này đã truyền tải trong video. Vậy dân cư mạng Trung Quốc phản ứng như thế nào về vấn đề này? Cụ thể cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ. Nhưng mình xin lưu ý trước, đây là một nội dung hoàn toàn giải trí, chỉ dừng lại ở phạm vi bình luận trên mạng xã hội, không phải là một nội dung thông báo chính thức, cho nên chúng ta hãy hoan hỉ khi xem video này nhé. Sau khi đường sắt Trung Quốc-Lào đi vào hoạt động, nếu tuyến đường sắt đến Campuchia được xây dựng, thì phía Việt Nam có xây hay không cũng không quan trọng nữa. Thái Lan cũng không cần phải vội vàng. Tuyến đường từ Thái Lan đến bán đảo Malaysia vẫn rất quan trọng. Việt Nam có thể xây dựng, nhưng không chuyển giao công nghệ, không tham gia quyền vận hành với chi phí thấp. Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có điểm chung là thích thay đổi liên tục. Xây dựng là một chuyện, vận hành và bảo trì sau này mới là thử thách lớn. Nếu không có sự tham gia liên tục của chúng tôi, họ hoàn toàn không thể duy trì hoạt động được. Việt Nam rất thích hợp để xây dựng đường sắt cao tốc. Một khi toàn tuyến Bắc Nam được thông xe, kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn, có thêm lợi thế để thương lượng với Trung Quốc. Giúp Việt Nam xây dựng đường sắt cao tốc là con dao hai lưỡi. Việt Nam thực ra không cần đường sắt cao tốc. Ngược lại, Việt Nam có dân số đông hơn 100 triệu người.
và có địa hình hẹp dài từ Bắc vào Nam, rất thích hợp để xây dựng đường sắt cao tốc. Đừng giúp họ xây dựng. Đường sắt cao tốc có ý nghĩa quá lớn đối với họ. Kinh tế sẽ cất cánh, đất nước này sẽ không còn bị chia cắt. Đây đều là những điều mà chúng ta không muốn thấy. Xây dựng cũng được, nhưng phải theo tiêu chuẩn của Trung Quốc. Tốt nhất là chia ra Bắc Nam. Phía Bắc dùng tiêu chuẩn đường ray của Trung Quốc, phía Nam dùng đường ray khổ hẹp. Người Việt từ lâu chưa bao giờ mong muốn Trung Quốc hỗ trợ xây dựng hệ thống đường sắt cho họ. Họ luôn tin tưởng vào người Nhật. Tuy nhiên, người Nhật cũng không muốn hỗ trợ xây dựng đường sắt cho Việt Nam vì họ sợ rằng Trung Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng đường sắt. Nhật Bản đã kéo dài và lùi lại việc hỗ trợ cho Việt Nam. Do đó, Trung Quốc không thể giúp đỡ và Việt Nam cũng không cần đến sự giúp đỡ đó. Giúp Việt Nam xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam là một sai lầm. Tốt nhất là nên chế Bắc Nam riêng biệt. Điều này mới phù hợp với lợi ích lâu dài và sự ổn định của chúng ta. Xây một lần tuyến đường sắt cao tốc dài với tốc độ 350 km/h, kinh tế và tài chính của Việt Nam trong thời gian ngắn sẽ không chịu nổi. Chỉ có thể lập kế hoạch dài hạn và xây dựng theo từng đoạn. Xây dựng tuyến đường sắt với tốc độ 160 km/h thì còn hợp lý. Với tốc độ 80 km/h không phải là chậm. Vào đầu những năm 90, chúng ta chỉ có thể đi được 60 km/h trên đường sắt. Sau nhiều lần nâng cấp tốc độ, chúng ta mới có thể đạt được 80 km/h. Nếu Trung Quốc không giúp Việt Nam xây dựng, đến năm 2040, Việt Nam có thể không có đường sắt cao tốc. Nhật Bản bây giờ không giúp Việt Nam xây dựng. Nếu các nước châu Âu và Mỹ giúp Việt Nam xây dựng, chi phí sẽ là 2-3 lần của Trung Quốc. Việt Nam bây giờ không thể chi trả chi phí này. Việt Nam bây giờ đang muốn Trung Quốc giúp đỡ họ xây dựng. Việc giúp một số quốc gia xây dựng hệ thống đường sắt sẽ làm cho họ có mối liên kết chặt chẽ với Trung Quốc. Văn hóa mạnh mẽ của chúng ta sẽ dần dần hòa nhập họ, đồng thời thúc đẩy thương mại và làm cho một số quốc gia phụ thuộc vào Trung Quốc. Hãy tin rằng các nhà lãnh đạo chiến lược của quốc gia có tầm nhìn xa hơn chúng ta nghĩ. Để xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam ở Việt Nam, trước tiên cần phải xây dựng 3 tuyến đường sắt cao tốc từ Trung Quốc đến Việt Nam. Điều này thực sự là một chiến lược thông minh. Đúng vậy, có thể giúp họ xây dựng. Điều kiện tiên quyết là phải kết nối với Trung Quốc. Điều này sẽ liên kết lợi ích của Việt Nam với chúng ta và cũng cho phép hàng hóa chuyển hướng qua lại. Chúng ta đang đối mặt với vấn đề này. Tốt nhất là kết nối với Trung Quốc để chuẩn bị cho tương lai. Tôi rất ủng hộ kế hoạch này. Đường sắt cao tốc 2 đường ray tiêu chuẩn chỉ chuyên chở người. Khi nào hoạt động tốt, các tuyến đường cũ có thể được cải thiện lại để chuyển sang đường ray tiêu chuẩn, chủ yếu để vận chuyển hàng hóa. Không có gì lạ cả, Trung Quốc cũng có đường sắt khổ hẹp, nhưng hiện nay đang phát triển đường sắt tiêu chuẩn. Việc nâng cấp hệ thống đường sắt khổ hẹp ở Việt Nam đã được lên kế hoạch từ lâu. Vì vậy, việc phát triển hệ thống đường sắt mới sẽ chắc chắn sử dụng đường ray tiêu chuẩn. Việt Nam có vị trí tốt, họ đều là thành phố ven biển, nếu làm tốt ngoại thương thì cơ hội sẽ lớn hơn chúng ta. Tính từ góc độ ngắn hạn, đúng là đường sắt cao tốc khó có thể có lợi nhuận. Tuy nhiên, từ góc độ toàn cầu, sau khi đường sắt cao tốc hoàn toàn phủ sóng, nó sẽ thúc đẩy nhiều việc làm, nâng cao phát triển của nhiều ngành công nghiệp và tăng tốc lợi ích toàn cầu xã hội. Điều này mới thực sự mang tính chiến lược lớn. Miền Bắc và miền Nam Việt Nam là trung tâm kinh tế. Ưu tiên xây dựng miền Bắc có thể ưu tiên kết nối vào tuyến đường thương mại của ASEAN, trong khi xây dựng miền Nam có thể khai thác tài nguyên du lịch từ Thái Lan, là hai vị trí có tỷ lệ đầu tư sinh lời cao nhất. Chính vì vậy, không nên ưu tiên đầu tư vào tuyến đường Bắc Nam. Trung Quốc chỉ giúp đỡ Việt Nam xây dựng đường sắt từ biên giới đến Hà Nội rồi đến Viêng Chăn. Như vậy, hàng hóa từ Quảng Tây sẽ không đi qua đường sắt Bắc Nam mà đi qua đường sắt Trung Lào, Thái đến Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia. Chỉ có thể kết nối đường sắt cao tốc với họ, không thảo luận về vận chuyển hàng hóa. Họ chỉ muốn sử dụng hệ thống đường sắt của chúng ta để vận chuyển sản phẩm điện tử cao cấp đến châu Âu. Mất nhiều hơn được. Quá tốt, chúng ta nhất định phải thực hiện dự án đường sắt cao tốc này. Nghiên cứu tiền khả thi 5 năm, khảo sát địa chất 5 năm, giải phóng mặt bằng 5 năm, làm rõ dự án 5 năm. Cuối cùng kết luận, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ở Việt Nam không khả thi kinh tế. Đối với kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc ở Việt Nam, cần phải hoãn lại và tăng tốc kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc ở Lào,
Campuchia và Thái Lan. Điều này sẽ cho thế giới thấy rằng khi chúng tôi tập trung và phát triển cùng nhau sẽ có thể đạt được những kết quả nhanh chóng. Việt Nam là ví dụ tiêu cực. Đường sắt cao tốc Bắc Nam ở Việt Nam đi qua và kết nối các cảng biển, liệu đó có phải là một cách để bay lên không? Tuy nhiên, Việt Nam đang phải cân đối giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ về vấn đề tranh chấp các hòn đảo với chúng tôi. Do đó, chúng tôi đưa dự án đường sắt cao tốc qua Lào. Các bạn thân mến, vậy là nội dung hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn có quan điểm như thế nào về vấn đề này? Hãy chia sẻ ý kiến bên dưới video này nhé. Mình xin cảm ơn vì các bạn đã coi tới tận giờ phút này. Nếu thấy hay, hãy cho mình xin một like, một nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của mình nhé. Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.